Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp địa hình Chopit Martinet, một cái dòng xe mà các bác cực kỳ là ưa chuộng. Đấy, vài ngày trước thì em có lên một chiếc màu trắng cam thì có khách bác khách ở Hồ Chí Minh chốt luôn ngay trong ngày các bác nhé. Đấy, thì hôm nay em lại lên cho các bác một chiếc nữa. Chiếc kia thì size khung hơi bé, thì chiếc này nó sẽ em về một chiếc size khung lớn các bác nhé, cho các bác khoảng 1m65 đến 1m75. Đấy, màu xanh dương rất là đẹp. Đấy, thương hiệu Chopit, thương hiệu Pháp, thì thương hiệu này thì với các bác chơi xe thì cũng đã rất là quen thuộc rồi. Model Martinet, một cái dòng model mà cũng được các bác rất là yêu thích nhé, tại vì nó có một cái form dáng rất là đẹp, cấu hình thì này cực kỳ là cao các bác nhé. Đấy, form dáng xe các bác có thể nhìn đấy, cái form dáng nó vuốt một đường từ cuối khung nó vuốt lên rồi nó bò cong ở đoạn sau này, đấy, rất là đẹp, và nó có những cái đường cắt kim cương đây nhá, các bác nhá. Đấy, để nó cản gió từ cái khu vực này nhá, cản gió để cho các bác di chuyển trên đường rất là tốt. Đấy, nó gọi là cái công nghệ khí động học trên khung xe. Dây chạy âm sườn hết rồi, đấy, toàn bộ dây chạy âm sườn, còn là dây phanh thì vẫn chạy ngoài các bác nhá. Đùi xe là đùi trục rỗng Xten, đùi này nguyên zin theo xe luôn các bác nhé. Toàn bộ chiếc xe này nguyên zin hết 100%. Đấy, toàn bộ phụ tùng từ đùi này, rồi khi đông cổ phốt cọc yên này. Đấy, nguyên zin hết các bác nhé, pin 100%. Vành bánh xe thì được trang bị bộ vành bánh lên đến kích thước là 27,5 inch. Đây, sử dụng quả lốp của Canada các bác nhé, quả lốp này là 2.10 27,5 x 2.10. Vành nguyên zin Chopit, máy ư roi tech các bác nhé, máy ư này cũng zin theo xe luôn. Đấy, còn cái bộ chuyển động của xe thì xe được trang bị bộ chuyển động Shimano Ryuji với 10 thằng lip và 3 thằng đĩa đạp, cho xe có 30 tốc độ khác nhau. Đấy, cấu hình này cũng rất là chất lượng rồi. Trên phần ghi đông các bác nhé, cũng được trang bị tay bấm xả Ryuji này và cụm phanh dầu từ thành hiệu Magura. Đấy, phanh này thì cũng là nguyên zin theo nhà sản xuất rồi, phanh dầu của nếu không nhầm như là của hãng Ý, và cái cụm phanh này rất là ngon các bác nhé. Đấy, giá thành của trên thị trường cũng khá là đắt đỏ, phanh Magura có khóa hành trình giảm sóc trên tay lái luôn, rất tiện lợi cho các bác nhé. Và giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy, thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác, và mời các bác tiếp tục xem video. Xe bao từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, đến khóa yên đến tâm cổ cốt là 56 cm. Thì xe vừa các bác đi khoảng 1m65 đến 1m75, đi là phù hợp. Bộ chuyển động Shimano Ryuji 10 tầng lít và 3 tầng đĩa, cho 30 tầng khác nhau. Cái dòng Ryuji là gì ạ? Bác chơi xe thì rất là quen rồi, trong dòng gần như là quốc dân, trong dòng là xe địa hình rồi. Người thằng lít 3 đĩa, chuyển động rất là mượt các bác. Vâng, và thì chiếc xe đang được bán với em mức giá là 9.800.000 bao ship toàn quốc, với cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe.
Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.